CO dư tác dụng với Fe2O3 nè. CO cộng với Fe2O3 thì ra gì? Đón liền ra Fe cộng CO2 khí nè. Đây kim loại nè. Rồi cân bằng kim loại phi kim hydro oxy, cân bằng kim loại đây 2 thêm 2 F carbon CC què điểm oxy, điểm oxy đi. Ở đây mình phải cho thêm 3 nè, đây 3 nè, đó. Kiểm tra. Kiểm tra là oxy đi coi đúng chưa? 66 đủ chưa? Rồi ở đây có số khối lượng của Fe2O3 đúng không? Tính số mol đi, Fe2O3 bằng M nhỏ chia M lớn là 16 chia cho 56 nhân 2 cộng 16 nhân 3 bằng nhiêu? 0,1. Thế vào đây 0,1. Rồi bắn đến cái khí, khí X nè, đây khí X nè, nhân 3 chia 1 ra 0 phớt, tức 3 mol. Có CO2 chưa? Tác dụng với gì? CaO hay nha. CaO cái chữ dư. CO2 tác dụng với CaO rồi ra cái tổ đón liền Ca. Lẹ lên cái tổ đi, Ca gì? Có C có O nữa. Đọc cũng xong nữa, thiếu hydro mới thêm nước, cân bằng kim loại phi kim hydro oxy, cân bằng chưa? Rồi số mol CO2 có chưa? Bắn đến số mol kết tổ 0,3, có số mol kết tổ chưa? Tính được M kết, kết tổ thì bằng 0,3 nhân cho 100 đó, ra 30 gram. Bấm lại coi, này 40 nè, này 12 nè, 16 bấm lại coi.